Xin ông cho biết mục đích ý nghĩa của chương trình giải gốc của VN VN. Chúng tôi tổ chức cho cái chương trình ngày hôm nay với một cái mục tiêu dài hạn là tăng cường rèn luyện sức khỏe tinh thần cho doanh nhân. Bởi vì chúng ta nhận ra rằng doanh nhân ngày nay là một cái thách thức rất lớn để điều hành một doanh nghiệp. Chính vì vậy cần phải có một cái sức lực khỏe, đồng thời có một cái tinh thần mạnh mẽ. Và đặc biệt nữa, sau khi trong các cái chương trình vừa là nâng cao sức khỏe, nâng cao về tinh thần, cũng đồng thời tạo ra được cái tính kết nối cho các doanh nghiệp để mà có các cái cơ hội được giao lưu các cái đề án, các cái dự án doanh nhân mà chúng ta có thể thông qua các cái chương trình kết nối giải góp cũng sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi để cho các doanh nhân có các cơ hội được gặp gỡ nhau. Nhưng đặc biệt hơn nữa, cái chương trình giải góp ngày hôm nay cũng là cái chương trình mở đầu cho một cái lễ ra mắt Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ tổ chức một mạng lưới có tên là mạng lưới góp doanh nhân quốc tế, là nơi để kết nối các doanh nhân tăng cường về vấn đề thể thao và lấy cái văn hóa góp làm trọng tâm, đẩy mạnh cái tinh thần, cái khát vọng và cũng như là cái giá trị mà bộ môn thể thao góp mang lại cho các doanh nhân.